Trên cái bên thượng lưu của đập thủy điện Sông Chanh, mình thấy bên dưới có rất nhiều cầu cá, đây là cái đường đi xuống này, mình sẽ đi xuống đây nhìn xem bác cái cầu cá có nhiều không, mình quay một đoạn video khác mình nghỉ luôn cho xem nghỉ luôn. Hai bên đường hoa rất nhiều các bạn thấy, cái đường xuống đập đó các bạn. Chui trên thượng nguồn xuống thuyền đánh cá kìa. Và đó là toàn bộ cái đập các bạn. Mình đi xuống thêm một đoạn nha, quay một view ha. Các bạn thấy cảnh như đẹp chưa? Hoa rất đẹp ha. Không biết hoa gì nó nhỏ xinh ghê ha. Mình ngồi đây lâu chưa bác? À, mình có hay câu cá đây không ạ? À, hình như đây là một cái bến câu thường xuyên đúng không? Em chụp một cái ảnh nhá. Dạ, em đi du lịch trải nghiệm qua đây đó. Em qua ghé thăm đập thủy điện Sông Chanh, có cái cảnh đẹp đẹp, em xuống quay một chút. Dạ. Con chào bác nha. Câu thường xuyên thì phải. Ủa đây. Cậu một cái
đập thủy điện Sông Chanh. Bạn thấy đã chưa? Rồi đẹp đi. Đứt câu rồi, đứt câu luôn rồi. Rồi bị dính cây à? Mình câu có được nhà, bình thường có hay được cá lớn không anh? Thế hôm vừa rồi có cả một cái lễ người ta thả cá luôn đúng không anh? Thả nhiều mà ha. Cái mùa mà mùa nước sâu thì nó lên chắc là phải lút cả cái bến này luôn rồi chú nhỉ. Mình chủ yếu là câu mùa khô thôi chú hả? À sao cũng câu. Dạ. À đúng rồi, ấm là mình câu thường xuyên, mình câu thường xuyên luôn hả? Đây các bạn thấy không? Nhìn thấy đây cảnh cực kỳ đẹp luôn hả? Trên thượng rừng bên trên thiên thượng lưu của thượng nguồn của đập Sông Chanh. Xem thì nhớ đăng ký kênh chúc mình nhé. Bye bye. Chúc các bạn sức khỏe và thành công trong cuộc sống.